Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình đào tạo pha chế của Barista Skill. Mình là Barista Xuân Thắng, hiện tại đang là giảng viên của Barista Skill. Hôm nay thì trong buổi chia sẻ lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn một món liên quan đến đồ đá xay, đó chính là chanh leo cốt dừa, để cho cái menu của chúng ta ở trong phần đá xay thêm phần phong phú nhé. Nào, về phần nguyên liệu thì mọi người cần phải chuẩn bị, đầu tiên là đá. Dùng cho đồ đá xay thì bao giờ chúng ta cũng phải là có đá đầu tiên này. Tiếp theo thì sẽ là chanh leo. Đó, chanh leo là cốt dừa, vì vậy mà mọi người phải có là chanh leo. Nhắc đến tiếp theo sẽ là cốt dừa. Đó, cốt dừa thì mình sẽ sử dụng là cốt dừa của coconut của hãng Mon Anh. Tiếp theo thì sẽ là dừa nạc, sữa đặc, sữa tươi, bột mix. Và dụng cụ để chúng ta hỗ trợ đấy là chính là xích đong này, cùng với đó là cối xay Omni Blend 5 và kem xịt để cho mọi người đi co. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào tiến hành vào bước đầu tiên. Rồi, ở bước đầu tiên này thì mọi người cần phải đi sơ chế một chút về chanh leo. Mọi người sẽ lấy một quả chanh leo này, sau đó thì chúng ta tách đôi cái quả chanh leo này của mọi người ra. Hoặc nếu mọi người mà không dùng được chanh leo mà dùng hạt được chanh leo ấy, mọi người có thể sử dụng đến nước cốt chanh leo. Đó. Tiếp theo, mọi người sẽ cho đá vào trong cối đầu tiên cho mình nhé. Đá, mọi người cho trong cối. Đá thì sẽ dao động trong khoảng từ 400 đến 500 ml. Đó. Sau đó mọi người sẽ lọc cái phần chanh leo vào trong. Trong cái phần mà lọc chanh leo này thì mọi người lưu ý giúp mình là không lọc cái phần màng trắng của chanh leo nhé, để tránh xảy ra cái hiện tượng là bị đắng hoặc là bị chát do cái màng trắng của chanh leo. Chanh leo ở đây mình sẽ sử dụng là một quả thôi nhé. Còn mọi người muốn cái vị chanh leo lên đậm hơn hoặc là chua hơn thì mọi người có thể sử dụng hơn một chút. Tiếp theo thì mọi người cần đến đấy là cái dừa nạo. Dừa nạo này thì mọi người chỉ cần cho một ít thôi, tầm một nhúm dừa nạo thôi. Tiếp theo thì mình sẽ đi đong là siro coconut của hãng Mon Anh là 30ml. Tiếp theo mọi người sẽ cho vào cối là sữa đặc. Sữa đặc thì mình sẽ sử dụng là 30ml. Ở đây thì mọi người có thể giảm bớt hoặc là tăng thêm lượng sữa đặc nếu như mọi người uống ít ngọt, hoặc là muốn tăng thêm cái vị ngọt và vị ngậy của sữa đặc thì mọi người có thể cho thêm nhé. 30ml. Rồi, tiếp theo thì mọi người sẽ cho bột mix. Bột mix ở đây thì mình đang sử dụng bột mix có cái hương thơm của vani. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể sử dụng bất cứ loại bột mix nào mà mọi người thích, mang hương thơm của dâu hoặc là nguyên chất. Ở đây bột mix thì mình sẽ sử dụng là 12g, tương đương với một thìa đầy định lượng. Đó. Tiếp theo thì mình sẽ cho đấy là sữa tươi. Sữa tươi thì mình sẽ sử dụng là từ 50 cho đến là 80ml. Với lượng đá như thế này thì mình sẽ cho là 50ml. Cái sữa tươi này mọi người cho phụ thuộc vào cái lượng đá của mọi người nhé. Ví dụ là đá non thì mọi người có thể giảm bớt lượng sữa tươi một chút. Ở đá dài thì mọi người tăng thêm một chút để cho cái hỗn hợp mọi người nó đảm bảo cái độ sền. Rồi, bây giờ thì mình đi đến phần tiếp theo là xay đều hỗn hợp. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi đến bước tiếp theo là chúng ta sẽ xay hỗn hợp này lên. Ở đây thì mình đang sử dụng con cối là Omni Blend 5. Thì mọi người nó sẽ hơi ổn một chút khi mọi người dùng ấy. Thì đầu tiên thì mọi người sẽ là phun đá lên để nó phá đá đi một chút nhá. Rồi, tiếp theo thì mọi người sẽ ấn nút 35, tức là 35 giây. Ok. Tiếp theo thì mọi người sẽ là cho ra cốc. Đây. Rồi, sau khi mà mọi người đã xay xong hỗn hợp thì mọi người sẽ là cho ra cốc nhá. Cho ra cốc. Tiếp theo thì mọi người sẽ decor một chút cho mình là cái kem xịt. Đó, kem tươi.
Rồi, bây giờ thì mọi người sẽ decode tiếp một chút là cái phần giờ nạo của mọi người đấy. Mọi người sẽ lấy một chút phần giờ nạo này, mọi người decode lên trên nhá. Ok, như vậy là chúng ta đã xong một cốc là chanh leo cốt dừa. Rồi, vậy là chỉ sau một vài bước đơn giản thôi là mọi người đã được một cốc đồ đá xay chanh leo cốt dừa thơm ngon và bổ dưỡng. Còn chờ gì nữa, mọi người hãy làm theo và có thể là cho vào menu của chúng ta để cho mùa hè chúng ta thêm phần sôi động nhé, để cho cái menu của chúng ta ấy nó phong phú hơn một chút nữa. Nhớ like, subscribe và chia sẻ cho chúng ta nhé, để chúng ta sẽ tôi sẽ mang lại cho mọi người ấy những cái video tiếp theo hữu ích hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.